tập trung giúp lợi nè. Ví dụ nè, căn 5 trừ 2 căn 4 cộng căn 5 cộng 2 căn căn 4 bằng, thì bạn nhìn vô nè, bạn Thanh Duy đợi giải quyết thằng này nha, nháp nè, nháp cho bạn thấy nè, căn 5 trừ 2 căn 4 nha. Thì bấm máy tính nè, tập trung giúp lợi, bấm máy tính Casio nè, giống như phương trình bậc bậc 2 nha. Tập trung nha bạn Thanh Duy, tập trung nè, bấm on nè, mod nè, 5 nè, 3. Ok chỗ này chưa? Comment giúp lợi liền đi Thanh Duy ơi, comment giúp lợi liền đi Thanh Duy ơi. Ok chưa? Ok chưa? Rồi, A nè. A là số 1. A là số 1, bấm 1 liền. Bằng. Ok chưa? Tiếp tục B nè. B là trừ số này. Đây, trừ số này, B là trừ số đó. Vậy là trừ mấy? Trừ trừ 5. Đây là cách bấm nha. Bạn phải tập trung nha. Ok chưa? Ok B chưa? B là trừ của số này, ok chưa? Còn C nè, C là bằng cái số này nè, ở số này nè, bình phương chia 4, được chưa? Vậy là bình phương chia 4 nè, 2 căn 4, đóng ngoặc, bình chia cho 4, bằng, thì nó ra bao nhiêu à? 4 và 1, đó. 4 và 1 thì thằng này sẽ được viết là căn 5 trừ 2 căn 4 sẽ bằng nè, sẽ bằng căn nè, căn này viết lại nè, tiếp tục hồi nãy mình ra 4 với 1 đúng không ạ? Đó chính là căn 4 bình cộng căn 1 bình, lấy thằng này căn bình phương, lấy thằng này căn bình phương, viết lại thằng này trừ 2 căn 4. Chỗ đây ok cho bạn Thanh Duy. Chỗ này ok cho bạn Thông Duy nè. Ok cho bạn Thông Duy ơi, ok chưa? Vậy bằng nè, bằng căn nè, đây là hằng đẳng thức nè, A trừ B tất cả bình đó. Được chưa? Thì nhớ là công thức căn A bình thì bằng trị tuyệt đối A, vậy bằng trị tuyệt đối căn 4 trừ căn 1 bằng, bấm máy tính căn 4 trừ căn 1 bằng bao nhiêu? Căn 4 trừ căn 1 bằng ra mấy à? Ra 1 là số dương hay số âm? Số dương thì ra chính nó, còn số âm thì thêm dấu trừ. Nghe kịp chưa bạn Thanh Duy? Rồi, tiếp tục như vậy các bạn cũng giải y chang, thằng này cũng vậy. Được chưa? Ok cho bạn Thanh Duy ơi, ok cho bạn Thanh Duy ơi. Ok cho bạn Thanh Duy ơi, cố gắng mọi người ơi, mọi người trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để là khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha mọi người ơi. Mọi người